Việt Nam khởi tố nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh. Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị cơ quan điều tra xác định liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ có bàn tay bảo kê của cán bộ ngành công an gây rúng động dư luận thời gian qua. Ngày 6 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng, Nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Ông Vĩnh bị khởi tố theo điều 356 Bộ luật hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Trước đó, công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc Đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Văn Vĩnh. Trước khi bị khởi tố, ông Vĩnh có cấp bậc trung tướng. Liên quan đến vụ án này, vào ngày 11 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ Cao để điều tra về tội tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, điều 249, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Dù là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tuy nhiên khi phát triển sai phạm, ông Hóa lại không ngăn chặn, xử lý, mà còn tiếp tay bảo kê cho đường dây đánh bạc này. Vì vậy đường dây đánh bạc với quy mô lớn nhưng hoạt động một thời gian dài mới bị phát hiện và bị đánh sập. Hai bị can cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC và ông Phan Sào Nam, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VTC Online. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Dương có vai trò điều hành hai cổng game điện tử có tên là Rick Vip và Tip Club. Cơ quan điều tra đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. Đến nay, cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng khoảng 3,6 triệu USD. Tính đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh, nguyên là tướng công an. Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, sinh năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Đình. Trước khi giữ chức Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh từng là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Nam Định, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm. Trong quá trình hoạt động trong ngành, vụ án ghi đậm dấu ấn, vai trò của ông Phan Văn Vĩnh nhất là điều tra vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện và vụ bắt bầu kiên. Tướng Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4 năm 2017 để nghỉ theo chế độ. Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào ngày 15 tháng 1, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội rằng ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an có liên quan đến việc bảo kê đường dây đánh bạc hàng ngàn tỷ. Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết Vụ đánh bạc ở Phú Thọ, hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ công an giao cho các lực lượng nghiệp vụ chức năng của bộ phối hợp với công an Phú Thọ và giao cho giám đốc công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra. Theo Trung tướng Yến, những thông tin trên mạng xã hội trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm. Khởi tố tổ cựu tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh. Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị cơ quan cảnh sát điều tra xác định liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ có bàn tay bảo kê của cán bộ ngành công an rúng động dư luận thời gian qua. Ngày 6 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an để điều tra về hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Ông Vĩnh bị khởi tố theo điều 365 bộ luật hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Trước đó, Công an Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Căn cứ quyết định điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Phan Văn Vĩnh. Trước khi khởi tố ông Vĩnh, có cấp bậc trung tướng, liên quan đến vụ án này, ngày 11 tháng 3, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cục cảnh sát công nghệ cao để điều tra về tội tổ chức đánh bạc quy định tại khoản 2 điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999. Dù là cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, tuy nhiên khi phát hiện sai phạm, ông Hóa lại không ngăn chặn xử lý, còn tiếp tay bảo kê cho đường dây đánh bạc này. Vì đây là đường dây đánh bạc với quy mô lớn nhưng hoạt động một thời gian dài mới bị phát hiện và đánh sập. Hai bị can cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Dương, khi đó là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm yếu hạn đầu tư và phát triển an ninh công nghệ cao cnc và ông phan xào nam nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vtc online đến nay cơ quan an điều tra đã làm rõ ông phan xào nam là người cung cấp phần mềm bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Nguyễn Văn Dương có vai trò điều hành hai cổng game điện tử có tên là Rick Vip và Tip Club. Cơ quan điều tra đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng tham gia đánh bạc là khoảng 2.700 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. Đến nay, cơ quan chức năng thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc được chuyển ra nước ngoài. Theo thống kê ban đầu, ước chừng khoảng 3,6 triệu USD. Tính đến nay, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 80 bị can, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh, nguyên là tướng công an. Ông Phan Văn Vĩnh nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an sinh năm 1955 quê tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trước khi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Vĩnh từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Nam Định, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Vĩnh từng nổi tiếng trong chỉ đạo triệt phá tội phạm trong quá trình hoạt động trong ngành. Vụ án ghi đậm dấu ấn vai trò của ông Phan Văn Vĩnh nhất là điều tra thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hành và vụ án bầu kiên ông Vĩnh là trưởng ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ thảm sát do Lê Văn Luyện gây ra, ông cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ bầu kiên. Tướng Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4 năm 2017 để nghỉ theo chế độ. Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 15 tháng 1, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an có liên quan đến đường dây bảo kê đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng theo Trung tướng Trần Năng Yến cho biết thì vụ đánh bạc ở Phú Thọ hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án. Bộ công an đã giao các lực lượng nghiệp vụ chức năng của bộ phối hợp với công an Phú Thọ và giao giám đốc công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Theo Trung tướng Yến, những thông tin trên mạng xã hội trong quá trình điều tra nếu tiếp tục phát hiện đều xử lý nghiêm. Vào hôm ngày 6 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra Phú Thọ ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng với ông Phan Văn Vĩnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng đã bị Công an Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc. Vụ việc đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô lớn này vẫn đang được điều tra. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định đánh bạc quy mô lớn mới bị xử lý hình sự. Vậy quy mô lớn là như thế nào? Một vị luật sư thuộc đoàn luật sư Việt Nam cho biết. Luật không thể quy định được hết các chi tiết trong các điều khoản và tình tiết để xử lý hình sự. Để hiểu từ quy mô lớn là tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người trở lên, từ hai chiếu bạc trở lên và số tiền và hiện vật có giá trị từ 20 triệu trở lên. Luật pháp của Việt Nam có quy định nghiêm cấm việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức sẽ xử phạt người chơi và đặc biệt đối với các cá nhân tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc qua mạng khó có thể thực hiện được với quy mô lớn nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào việc quản lý lỏng lẻo trong phát hành cũng như sử dụng các loại thẻ viễn thông khiến nó dễ dàng trở thành phương tiện để có thể thanh toán vào những hoạt động bài bạc trực tuyến với thực trạng không thể kiểm soát của các thẻ cào điện thoại hiệp hội internet việt nam cho biết để quản lý vấn đề thanh toán trên mạng cần sự quản lý chặt từ phía ngân hàng nhà nước từ khi phát hành thẻ còn theo bộ thông tin và truyền thông thì các biện pháp phải quản lý các đơn vị cung cấp viễn thông giải quyết vụ việc đánh bạc trên mạng này Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và Cơ quan Chức năng kiểm tra và nghiên cứu trong tháng 5 2018 này, phải báo cáo tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên mạng, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan đến vi phạm pháp luật như trốn thuế, đánh bạc và rửa tiền. Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin ngày một phát triển, Internet có mặt ở từng gia đình, từng chiếc điện thoại cá nhân, kéo theo nhiều mô hình hoạt động trực tuyến giúp con người tuyển dụng hơn. Lợi dụng môi trường mạng Internet và sự ham muốn thắng thua với mê rủi, ngành công nghiệp đỏ đen bắt đầu lấn sâu vào thị trường online. Trên mạng đang tồn tại hàng loạt sòng bạc trực tuyến, núp bóng các trò chơi điện tử, giúp cho người chơi có thể dễ dàng thỏa mãn đam mê bất cứ ở đâu, bất kể thời gian nào, thông qua các thiết bị điện tử tiện dụng. Với các điều kiện của trò chơi vô cùng dễ dàng, chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khóa chơi bài online ăn tiền thì sẽ có vô số các trang mạng hiện ra. Mặc dù chơi cờ bạc trên mạng là tiền ảo, nhưng muốn có tiền ảo thì phải bỏ tiền thật ra để nạp vào tài khoản, chuyển đổi thành tiền ảo thông qua các đại lý, ví điện tử và một loại đồng tiền trung gian là thẻ điện thoại. Những người có máu đỏ đen có thể sát phạt nhau với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng. Theo khảo sát của phóng viên đã ở Châu Tự Do, tại một trong những sòng bạc trên mạng cho thấy hình thức đổ tiền như sau. Khoảng 23.000 xu có thể đổi là 20.000 đồng, 57.500 xu thì được 50.000 đồng và 575.000 xu thì lên tới 500.000 đồng. Tại các sông bạc này, hoạt động sôi nổi và được nhiều người chơi nhất là phiên tài xỉu thu hút hơn cả ngàn người tham gia, với tổng số xu từ 200 triệu đến 400 triệu xu cho một lượt và mỗi lượt chơi chỉ diễn ra khoảng một phút. Người chơi nào thắng đều được hệ thống tự động cắt một khoản phế, hay còn gọi là tiền cò, từ 2% đến 5% trên tổng số thu thắng cược dành cho nhà cái. Theo ước tính chỉ riêng trò tài xỉu, Tiền phế mỗi ngày thu được từ người chơi khoảng hơn 4 tỷ xu. Nếu quy đổi thành tiền thật, không dưới 3 tỷ đồng Việt Nam. Dùng tiền thật mua tiền ảo để đánh bạc hay cá độ đang được cho là thỏa mãn cân khác và đồng thời điều này khá an toàn vì cho đến nay khung quản lý tiền ảo trên mạng của Việt Nam còn quá nhiều khoảng trống. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật S&P trả lời với báo chí trong nước rằng việc sử dụng thẻ cào để thanh toán trên mạng đã tạo nên sự lưu thông một dạng tiền trên mạng với tốc độ thanh toán rất nhanh ngành trò chơi trực tuyến kết hợp với việc mua bán thẻ cào, rõ ràng cả hai đơn vị này cùng có lợi. Quy định Việt Nam hiện cấm đổi các loại tiền ảo thành tiền mặt, nhưng chưa có quy định về việc sử dụng thẻ cào làm công cụ trung gian để thanh toán trên mạng. Vì vậy, các nhà mạng hưởng lợi từ việc bán thẻ dựa vào lý do nhà mạng không quản lý mục đích sử dụng của thẻ cào. Luật sư Hà cho biết, hiện nay nhà mạng chỉ cung cấp kênh để nạp tiền vào tài khoản trò chơi, đến đó là kết thúc vai trò. Việc khách hàng chơi bài, đánh bạc, đổi thưởng, lấy tiền ra nhà mạng không chịu trách nhiệm thu về số tiền từ việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các trò chơi trên mạng vậy nhà mạng có trách nhiệm như thế nào với các trường hợp công ty thanh toán vi phạm luật đại diện một nhà mạng tại việt nam khẳng định rằng nhà mạng không ký hợp đồng trực tiếp với các trang mạng trò chơi mà họ chỉ hợp tác với các công ty trung gian thanh toán vì đại diện này còn cho biết khi ký hợp đồng với công ty trung gian thì nhà mạng chỉ cung cấp các dịch vụ cho điện thoại di động có thể sử dụng thẻ cào để nạp vào trò chơi nhưng chắc chắn trò chơi đó đã được cơ quan chức năng việt nam chấp thuận